Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và trong video của ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 5, thì cho em xin phép được thanh lý tới anh em một chiếc âm ly huyền thoại, đó là chiếc âm ly Pioneer với mã số là 7800 Mark 2. Ở đây, con này em thanh lý với mức giá 6,5 triệu, con này 6,5 triệu anh em nhé. Và giá này thì em nói trước với quý vị các bạn và anh em là giá em không mặc cả dưới mọi hình thức. Còn bây giờ chúng ta cùng test nhạc trước, sau đó là chúng ta sẽ xem ruột gan và tất cả những cái thông số kỹ thuật của con này. Vâng, và anh em vừa nghe một đoạn nhạc test. Đây, con này cái đèn 5 chân của nó vẫn còn này, còn nguyên này. Đấy, và con sò Apple đây, đen đen đây nhá các bác nhá. Đấy, 1075 và 2525 này. Đấy, bây giờ em sẽ tắt nguồn và bê ra kia chúng ta cùng xem. Đó, em nó đã được bê ra đây và chúng ta cùng xem này. Thì về cái ngoại hình của nó thì không được đẹp quá xuất sắc. Đấy, về cái mặt phay, đây đây, anh em nhìn này. Chỗ này nó hơi xước sát một chút, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bên này cũng thế, chỗ này hơi xước sát một chút. Nói chung là nó không được đẹp, nó không được đẹp xuất sắc. Thế nên là cái mức giá của nó mà với nguồn đen, đế này ở đế vàng và mới mức giá 6,5 triệu. Đấy, thì anh em tính toán làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Đây, 7800 mức đôi, sử dụng dòng điện là 100V, công suất là 155W, có thể đánh loa từ 4-16 ohm. Nguồn này và tụ nguồn này, neck chick này, đèn 5 chân còn zin thì anh em không phải lo rồi, máy này zin đét không phải suy nghĩ. Đấy, đế đây, đế vàng. Đấy, đấy em quay rõ rồi anh em nhé. Với mức giá thanh lý đấy, ruột gan thì em bao zin cho anh em, ruột gan này em bao zin cho anh em, hoạt động hoàn hảo và em bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn, mặc dù kể cả là hàng thanh lý. Đấy, và bán thanh lý tới quý vị các bạn giá với mức giá là 6,5 triệu. Đấy, anh em tính toán. Em lưu ý nhá, các cái núm này của nó không được sáng trưng bừng như kiểu là hàng bãi đâu nhá. Đấy, con này là em thu mua lại của một bác khách. Đấy, bán giúp bác thôi với mức giá là 6,5 triệu. Đấy, anh em cần hình ảnh của con này thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0972192087. Em sẽ gửi hình ảnh cho anh em xem nhá. Đấy, còn video test thì đã test rồi, ruột gan đã quay rồi, nội thất đã nói rõ rồi. Đấy, và giá cả thì cũng đã quá rõ ràng như ban ngày rồi. Đấy, anh em nào chung kết thì nhắc lên điện thoại cho em cú điện thoại. Cảm ơn anh em rất nhiều.